Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc quyển 1, Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, do Sa Môn Bảo Thần ở Đông Đô biên soạn. Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh. Phẩm 1, Bài Tựa. 1, Lời Tựa. Ngài Đạt Ma từ Tây Trúc đến Đông Độ truyền giáo vốn không lập văn tự, trao truyền kinh Lăng Già để ấn truyền tâm tông của Phật. Tuy trong chốn Tòng Lâm giai thoại này rất thịnh hành, nhưng các thiền tăng vẫn còn mơ hồ. Ở đất Việt có Đại Đức Thật Xoa Nan Đà xuất hiện vào khoảng niên hiệu Cửu Thị đời Lý Đường, ngài nghiên cứu kỹ và tóm thâu phẩm đề đến ba phen, chứng minh đầy đủ diệu lý của một kinh, cách thức giống như các bộ trước đã dịch, văn diễn giải thông suốt mà nghĩa thì rõ ràng sáng sủa, để lại cho người đời sau, không nhọc sức mà công đức nhiều gấp bội. Lúc bấy giờ cho là rất đầy đủ, chưa thấy có người nào giải thích văn nghĩa, Bảo Thần liền gom góp tất cả các bộ sách chú giải, đổi thành 7 quyển thành Tân Thuyết, thêm vào những chỗ thiếu sót, tra xét so sánh kỹ những chỗ nghi lầm, chính vì cố gắng chuyên cần, dám bắt trước những bậc kỳ tài tự soạn, mong sao người học đạo hết lòng xem đọc bộ kinh này. Bài tựa kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già bản Tân Dịch. Thiên San Kim Luân Thánh Thần Hoàng Đế soạn. 2. Phần mở đầu. Bởi nghe trên đỉnh núi Ma La vừa cao vừa rất trang nghiêm. Trong thành Lăng Già thật khó đến khó vào. Đầu tiên Đức Phật tuyên dương giáo pháp rộng khắp, trải qua chỗ các bậc thánh tu hành. Vì vậy có vị chủ thành hiệu là La Bà Na. Nương cung điện để yết kiến tôn nhan, hòa tấu âm nhạc mà cầu pháp màu. Nhân núi cao để tiểu biểu sự hưng thịnh, chỉ kho tàng Phật giáo như biển để nói về tông môn. Cái gọi là kinh nhập Lăng Già. Đây là then chốt mầu nhiệm của tâm lương các đức Phật, ổ khóa mầu nhiệm của các kinh, rộng ví dụ ý chí sâu xa tuyệt diệu, nghĩa thông suốt sâu xa, bất sinh bất diệt, chẳng phải hữu chẳng phải vô, bặt dứt hai đường đến đi. Lìa hai chấp đoạn thường, là đệ nhất nghĩa đế, được châu báu nhiệm màu cao quý. Thể của các pháp đều không, biết cảnh trước như huyễn, lẫn lộn giả danh phân biệt, bình đẳng sinh tử và niết bàn ban đầu, đại tuệ bày tỏ đều thắc mắc, ý chỉ của pháp vương do đó mà phát khởi 108 nghĩa, ứng hợp thật tướng mà lìa thế gian. 39 môn, phá tà kiến mà giảng nói chánh pháp, hiểu rõ danh tướng đều là giả, dứt bỏ sự mê chấp vọng tưởng, nương chánh trí để hiểu rõ như như. Ngộ duyên khởi mà quay về lý màu, gió cảnh đã dứt, sóng thức mới vắng lặng, ba tự tánh đều không, ngã chấp pháp chấp đều diệt, nhập như lai tạng, dạo chơi trong cửa giải thoát. Nguyên văn của kinh này từ Tây Quốc đến, niên hiệu Kiến Nguyên có ngày Bạt Đà La dịch, nhưng chưa được truyền bá rộng rãi, bản dịch 4 quyển đầu đời Lưu Tống. Vào thời Hậu Ngụy tiếp theo có bản dịch 10 quyển, do ngài Lưu Chi dịch, nghĩa phần nhiều lẫn lộn. Vua kính trọng giao phó. Lòng tha thiết làm sao cho Phật giáo hưng thịnh. Vào năm Canh Tý, niên hiệu Cửu Thị năm đầu, Lâm Trung Kỷ Luật Viêm Đế Ti Thần bấy giờ tránh nắng, ngắm cảnh trong cung ở Tam Dương thuộc Dĩnh Thủy, lại đưa ra kinh này, giải thích bản thứ ba thành Liễu Gió 7 quyển, do Tam Tạng Sa Môn Đại Đức Thật Xoa Na Đà là vị tăng nước Vu Điển dịch, tăng phục lễ chùa Đại Phúc Tiên. Và còn có tên là Truy An Viễn, Đức Khế Hợp Hương Thơm Tỏa Khắp, nói theo đức hạnh và phương pháp của Ngài Long Thọ. Tham cứu nơi lưu trữ công văn bí mật của ngài Mã Minh, giới hương và giác hoa nở thơm bát ngát, ngọc như ý cùng với tánh mặt trăng đồng tròn đầy, cho nên có khả năng thông đạt sự mầu nhiệm, phát huy nghĩa lý sâu xa. Ngày 15 tháng giêng niên hiệu Trường Thần An năm thứ tư, viết chép bày tỏ xong, tự cho mình là nhỏ nhen đơn bạc, nói tạ từ ngọc khuê trương, nhìn bốn biện mà thường hổ thẹn, xem nhất thừa mà không lường được, khó mà trái với thế tục, văn chương hội hòa gượng gạo, lời vụng về lý trái ngược càng thêm hổ thẹn. Chịu khuất phục bởi kinh này nhiệm màu rất là ít có, phá tan sự tối tăm mê muội, câu truyền đăng không cùng tận, công diễn bày trôi chảy, nghĩa tuôn trào lưu loát vô tận, đề mục phẩm thứ lớp nêu ở đoạn sau. 3. Giải thích đề kinh. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già, đề mục nêu lên nơi chốn nói kinh, nói Lăng Già, hán dịch là, nan vãng. Nghĩa là do các báu hợp thành, ánh sáng át cả mặt trăng, mặt trời, giữa hư không nơi ở của Dạ Xoa. Thành này ở trên đỉnh núi Ma La, núi ấy cao chót vót, dưới thấu suốt cả biển lớn, bên cạnh không có cửa. Người nào có thần thông mới lên đó được, đây chính là để tiêu biểu pháp môn tâm địa,
người vô tâm vô chứng mới vào được. Dưới thấu suốt cả biển lớn, là tiêu biểu biển tâm vốn tự thanh tịnh. Do cảnh gió di chuyển mà sóng thức lay động, muốn hiểu rõ cảnh tâm vốn không thì biển cũng tự vắng lặng, tâm cảnh đều vắng lặng thì chẳng có gì mà không chiếu soi, cũng như biển lớn không có gió thì mặt trời, mặt trăng, sum la muôn tượng sáng sủa rực rỡ. Kinh này chỉ thẳng cho bậc thượng căn, đốn thuyết hạt giống nghiệp thức thành Như Lai tạng, khác với người hai thừa diệt thức hướng đến sự vắng lặng, cũng khác hẳn với hàng quyền giáo Bồ Tát tu không, chẳng tăng thêm sự cao siêu, nêu rõ thức thể bổn tánh hoàn toàn chân thật, bèn nói rõ thức thể tức thành trí dụng, như biển lớn kia không có gió thì cảnh tượng càng sáng rõ. Pháp môn biển tâm cũng giống như vậy. Kinh tiếng Phạm là Tu Đa La, Hán dịch là Khế Kinh. Khế, nghĩa là khế pháp, khế cơ. Nếu chỉ khế pháp thì pháp không ứng hợp với căn cơ, còn chỉ khế cơ thì căn cơ không thông giạt đến pháp. Kinh gọi là thường, lấy sự quán nhiếp làm nghĩa, nêu rõ các điều mà các bậc thánh xưa này đã nói như vậy, nên nói là thường, giữ gìn đế lý mà không quên mất cho nên gọi là quán. Quán các chúng sinh mà giáo hóa nên gọi là nhiếp, lại nói rằng như dệt sợi dọc, sợi ngang mà thành, đều là do người. 4. Nói về người dịch. Ngài Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà người nước Vu Điền đời Đường dịch. Xét rằng đời Đường Ngài Thật Xoa Nan Đà dịch tại chùa Kình Ái, Sa Môn Chí Nghiêm chú giải. Đây là bản kinh dịch vào thời Lưu Tống. Bài tựa đầu kinh nói rằng, bản tiếng Phạm rộng lược gồm có 3 bản rộng nhất có 10 muôn bài tụng, bản kế đó có 3 muôn 6.000 bài tụng, bản tóm lược có 4.000 bài tụng. Ở Trung Quốc tính trước sau có đến 4 bản dịch, đều là tóm lược văn của 4.000 bài. Có 162 bản bị thất lạc đã lâu, trong Đại Tạng hiện còn có 3 bản. Vào niên hiệu Nguyên Gia năm thứ 12 đời Lưu Tống ở Thiên Trúc có Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, chùa Thảo Đường Kim Lăng dịch thành 4 quyển, chỉ có một phẩm sau văn chưa đầy đủ, để tên là Kinh Lăng Già A Bạt Đà La Bảo, ở trong hòm chữ thân. Bản thứ 2 vào niên hiệu Kiến Xương thứ 2 Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi đời Hậu Ngụy dịch tại nhà ông Nhữ Nam Vương ở Lạc Dương, và chùa Kim Hoa ở Nghiệp Độ cùng bổ sung vào văn thiếu sót. Gồm 3 phẩm kinh dịch thành 10 quyển, chia làm 18 phẩm, tựa đề là Kinh Nhập Lang Giả ở trong hòm chữ phát. Bản dịch thứ 3 vào đầu niên hiệu Cửu Thị đời Đường Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà người nước Vu Điền, Sa Môn Phục Lễ vân vân đã dịch xong Hoa Nghiêm Tân Kinh 80 quyển, nhưng thấy hai bản dịch trước của kinh này rườm rà tóm lược chưa được thuần thục, ý muốn sửa chữa để lưu thông rộng khắp, lại vâng chiếu dịch lại. Bèn ở chốn núi cao giữa chốn hoang vắng. Hội đủ 3 bản văn, 2 bản trên và bản tiếng Phạn, làm thành 7 quyển, gồm 10 phẩm, tựa đề là Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già, cho nên vua ngự chế bài tựa rằng, vào niên hiệu Kiến Nguyên bản dịch của Bạt Đà chưa truyền bá rộng rãi, vào niên hiệu Diên Xương, nghĩa bản dịch của Ngài Lưu Chi có nhiều sai sót. Nay bản chú thích này, là giải thích bản dịch đời Đường, vì bản dịch của Ngài Lưu Chi dịch hơn 8 phẩm đề, như thứ lớp sen vào chú văn, trong kinh cũng thành 18 phẩm, để biết văn có đầu có đuôi. Lý không hai, giúp cho người đọc dễ hiểu. Có chỗ nói người học cho rằng các bản dịch quá xa vời chỉ có bản 4 quyển là rõ ràng hơn bản dịch 7 quyển, bản 4 quyển dễ hiểu hơn. Đặc biệt không biết bản kinh dịch đầu tiên văn tự giản cổ văn, đầu đuôi thiếu, các vị học giả học rộng đức lớn, còn khó khăn đối với câu đọc, dẫn lời tựa và lời bạt tự có văn rõ ràng Tô Đông Pha vốn thông minh vì Trương Văn Định Công viết. Bản kinh này 4 quyển, tự soạn lời bạt rằng, nghĩa lăng nghiêm ý thú sâu màu, văn tự giản cổ, người đọc có khi không thể chấm câu. Tương Dĩnh Thúc soạn bài tựa đầu cũng nói rằng, kinh lăng già kỳ lạ khác thường khó đọc, thì người khác rất dễ hiểu. Kinh này tham đồng 3 bản cú nghĩa của kinh toàn rõ ràng, thử phát tâm đọc thì biết suy nghĩ quá phân nửa. 5. Chánh thức vào chánh văn. Phẩm thứ nhất, là bà Na Vương khuyến thỉnh. Bắt đầu từ đoạn dưới chính là giải thích nghĩa văn kinh. Chia làm 3 đoạn, tựa. Chánh văn và lưu thông. Phẩm này là phần tựa. Bắt đầu từ phẩm vấn đáp đến phần gần cuối là phần trùng tụng gồm có 17 phẩm, gọi là phần chánh tông. Một bài tụng cuối cùng gọi là phần lưu thông. Đầu tiên là bản 4 quyển, một phẩm kinh này hoàn toàn thiếu, ban đầu có riêng hơn 6 hàng văn để làm bài tựa sơ lược. Nói Na Bà La chưa thấy chánh dịch, cũng tức là vua Dạ Xoa. Khuyến thỉnh Như Lai vào trong núi báu nói về pháp tự chứng. Lại thỉnh Bồ Tát Đại Tuệ làm người đầu tiên thưa hỏi, cho nên nói khuyến thỉnh. Nói, phẩm, là nghĩa cùng giống nhau gom trong một đoạn, nên gọi là phẩm. Kinh này gồm 4.000 bài tụng, có 18 phẩm. Đây là phẩm đầu nên gọi là đệ nhất. 6. 6 thứ thành tựu.
Tôi nghe như vậy, là nêu lên pháp thể được nghe. Tức là nghĩa của một bộ kinh như vậy, ngày xưa tôi đích thân được nghe Đức Phật nói, cho nên luận Phật địa chép, người truyền bá Phật giáo nói việc như vậy, ngày xưa tôi có nghe. Đây là tổng hợp giải thích tin nghe, nếu thích riêng ra thì nói như thị là tín thành tựu. Luận trí độ chép, Phật pháp như biển lớn, tín thì vào được, trí là năng độ. Kinh không bắt buộc, nhưng nếu chẳng có lòng tin thì không bước vào được, nên nói là như vậy. Có chỗ nói rằng, Bậc Thánh nói pháp chỉ vì hiện rõ chữ như, chỉ có như là thị. Lại nói rằng, như là lời đúng lý, chí là lời vô phi. Ở đây thì nói, như là chân không, thì là diệu hữu. Đã không có chân ngoài hữu, không mà chẳng dứt bỏ, không có tục ngoài chân, hữu mà chẳng thường, tức là đối trị phá quyền tông, tà tông, để hiện rõ trung đạo. Cho nên nói rằng như vậy, tôi nghe, là văn thành tựu, muốn truyền cho người chưa nghe, nếu có lời mà không truyền tức là lập xuông, không ở năng thuyết, quý ở chỗ năng truyền, cho nên kế là nói tôi nghe. Tôi, là chỉ cho ngài văn thù, A Nan, năm uẩn là giả danh thì vì sao nói là tôi, ngã. Ngã có bốn nghĩa, một, phàm phu chấp khắp, hai, ngoại đạo tông chấp, ba, các bậc thánh thuận theo thế tục giả danh phân chia khách chủ. Pháp thân chân ngã, ở đây là hai thứ ngã sau, không có hai thứ chấp ngã của phàm phu, ngoại đạo ở trước. Ngã đã vô ngã, nghe cũng không nghe, vì từ duyên không nên chẳng hoại giả danh, tức không nghe mà nghe như vậy. Nếu y theo tông chỉ của kinh này thì Bồ Tát truyền pháp lấy ngã, vô ngã làm chân ngã không hai, là pháp môn nghe chân tục không ngăn ngại. Một thuở nọ Đức Phật, một thuở nọ là thời thành tựu. Thời, cũng tùy theo thế tục giả danh lập ra thời phần. Một, là phân biệt khác với thời khác, Đức Như Lai nói kinh thì có vô lượng thời không thể nêu lên đầy đủ. Một là nói chung đại khái, cho nên nói một sáu thuở nọ, tức là lúc đấng Pháp Vương chỉ bảo, giảng dạy trong hội lớn. Phật, là chủ thành tựu. Tiếng Phạm gọi Phật Đà, hán dịch là giác, nghĩa là tự giác, giác tha, giác hành tròn đầy. Luận khởi tín chép, có chỗ nói, giác, nghĩa là tâm thể lìa niệm, tướng lìa niệm ấy đồng với cõi hư không, chẳng nơi nào mà không trùm khắp. Pháp giới một tướng, tức là pháp thân bình đẳng của Như Lai, cho nên vô niệm gọi là giác, nhưng có ba nghĩa một. Tự giác, giác biết tự tâm vốn vô sinh diệt. Hai, giác tha, giác biết tất cả pháp không có pháp nào chẳng là như. Ba, giác mãn, mình và người lý viên, gọi là mãn, cho nên biết rằng có niệm thì không gọi là giác. Luận khởi tín chép, tất cả chúng sinh không gọi là giác, vì từ vô thì đến nay niệm niệm nối nhau, không hề lìa niệm. Lại nói rằng, nếu có chúng sinh giác được vô niệm, thì hướng về chí Phật. Chủ ở trong thành lăng già trên đảnh núi Tân Ma La giữa biển lớn. Đây là xứ thành tựu. Chân thân không ở đâu mà không đâu chẳng ở, cho nên kế là nói về chân thân. Nói trên đảnh núi Tân Ma La giữa biển lớn là nêu chung về nơi chốn. Núi này ở giữa biển lớn, cao 500 do tuần, nếu người không có thần thông thì không thể lên đến đó được. Lăng già, là nêu riêng lên nơi nhóm họp đông người, hán dịch là nan vãng, nghĩa thấy như đề kinh ở trước. Nói chung, Đức Phật ưa thích trung đạo, bay lên giữa hư không, giáng xuống ngay giữa nước, trong đêm nhập diệt, đều tiêu biểu lý cho trung đạo, nay ở trong thành nói pháp trung đạo mà ngài tự chứng. Cùng chúng đại tỳ kheo và chúng đại Bồ Tát, là chúng thành tựu. Từ quán giả nhập vào quán không, khắp phá sinh tử, tức trước hết nêu hàng thanh văn. Từ quán không nhập và quán giả, khắp phá niết bàn, tức sau cùng nêu các Bồ Tát. Hai bên đã lìa thì lý trung đạo tự hiển hiện. Đại tỳ kheo, nói đủ có năm nghĩa, một, bố ma, hai, khất sĩ, ba, phá ác, tịnh mạng, danh tự tăng, đại Bồ Tát, nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Bồ Đề, hán dịch là giác, tức quả Phật sở cầu. Tát Đỏa, hán dịch là hữu tình, chúng sinh được hóa độ. Lại nói đây là hữu tình cầu Bồ Đề, cùng, là một thời gian một nơi chốn. Đây là sáu nghĩa thành tựu tròn đầy, ba sự nghi ngờ chóng dứt. 7. Nói về chúng nghe kinh. Từ câu, các vị đại Bồ Tát kia đều đã thông đạt xa lìa, cho đến, là những vị đứng đầu. Đây là khen ngợi công đức của Bồ Tát. Maha là đại, nói năm pháp, ba tự tánh, tám thức, hai vô ngã, đó là bốn pháp nhiệm màu, gồm thâu tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Đoạn dưới là phần chánh tông, sẽ nói đầy đủ rõ ràng nghĩa này. Thầy đều đã thông đạt, nói các vị Bồ Tát đều đã thông đạt rốt giáo pháp vô ngại này. Nghĩa khéo biết cảnh giới do tâm hiển hiện,
nghĩa là cảnh giới, y báo, chánh báo, mê ngộ sinh tử trong ba cõi chỉ do tự tâm hiện. Các vị Bồ Tát khéo biết như thật rõ ràng, không từ bên ngoài mà được. Các năng lực du hí vô lượng thần thông tam muội tự tại, nghĩa là du hí tự tâm sở hiện vô lượng giải thoát tự tại, tam muội chánh thọ, sáu thông mười lực. Nói du hí là gì? Nghĩa là đã được vô lượng tự tại, vừa thần vừa thông, quên mình vì chúng sinh, kia đây không dính mắc, thì chỗ nào cũng đều có sự an vui, nên nói là du hí. Tùy tâm chúng sinh hiện các thứ thân phương tiện điều phục, nghĩa là tùy tâm chúng sinh, tức là trong tự tâm hiện ra cảnh giới, chúng sinh đã khác nhau, tâm sắc cũng khác nhau, tùy loại thị hiện, phương tiện điều phục. Tất cả các đức Phật đều dùng tay dưới nước trên đảnh đầu các vị ấy, đây là do các vị ấy tu hành đã chứng đến địa thứ 10, được Phật quán đảnh thêm mà được vào địa vị tôn quý, đều từ các cõi nước của các đức Phật mà đến trong hội này. Bồ Tát Đại Tuệ là người đứng đầu trong hội đó, nghĩa là vị Bồ Tát này có đức độ, thần thông rộng lớn từ cõi khác đến, vì là vị Bồ Tát đứng đầu trí tuệ rộng lớn, nên gọi là Đại Tuệ, trên đây nói chung lời tựa chứng tín đã xong. 8. Nơi chốn Phật nói kinh. Từ câu, bấy giờ, Đức Thế Tôn ở cung vua rồng biển nói Pháp, cho đến, mở bảy Pháp này. Từ đây đến cuối phẩm là nói riêng về tựa phát khởi. Nói Thế Tôn, nghĩa là đầy đủ chín hiệu Như Lai ở trên, được người thế gian tôn kính. Phạm, là Phạm Vương cõi sắc, giải thích tức là đế thích. Đứng đầu cõi dục che chở thế gian gọi là Tứ Thiên Vương. Các trời, rồng vân vân, tức tám bộ trời rồng. Như Lai tức các Pháp như nghĩa, ứng chánh đẳng giác, nghĩa là chánh giác tức tự tâm như lý trí, khéo quán chân đế. Đẳng giác, tức tự tâm như lượng trí, quán khắp tục đế. Đây gọi là Phật Phật Tổ Tổ, chỉ dùng một niệm tự tâm soi chân đạt tục, thành vô thượng giác, cho nên nói xưa các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Các nghĩa khác lời văn rất dễ hiểu. 9. Dạ Xoa Vương thỉnh Phật. Từ câu, bấy giờ, La Bà Na Dạ Xoa Vương cho đến trong đêm dài được lợi ích lớn. Là nói Dạ Xoa Vương nương oai thần Phật, thấy sóng biển không thể hiện tượng, quán sát chúng hội kia. Biểu tánh Như Lai tàng thức chân như, cũng giống như vậy. Vì ở trong cảnh giới vô minh bị gió thổi động sinh ra sóng thức, không thể phát hiện vô biên đức dụng, liền khởi tâm vui mừng, nên đến thỉnh Phật vào trong thành này để giảng nói việc ấy, giúp cho các chúng sinh dừng gió vô minh, sóng thức 66 không dậy, biển tâm vắng lặng thì chẳng đức nào mà không hiển bày. Từ câu, nói như vậy rồi liền cùng quyến thuộc cho đến ở trong đó nói kệ mà khen ngợi Phật rằng, tâm tự tánh pháp tạng vô ngã lìa kiến chấp cấu uế cho đến nhất tâm nguyện nghe Pháp, báu đại thanh nhơ đà la bảo, bao trùm các vật tượng, đối liền biến ứng. Nhạc khí mà Dạ Xoa này cầm đều là báu này, nhưng lại xen lẫn bằng các thứ báu như lưu ly, vân vân quấn bên trong bằng lực thượng vô giá. Âm thanh rất hay, âm điệu hòa vào nhau, trong âm điệu ấy nói ra ba bài kệ khen ngợi Phật. Ba câu trên của bài kệ đầu khen ngợi chân tâm tự tánh đã chứng, các pháp tạng này từ xưa đến nay, đầy đủ vô lượng tánh công đức, không có hai thứ ngã chấp, lìa nhơ năm kiến chấp, chỉ có Phật và Phật mới chứng biết. Một bài kệ thứ hai là khen ngợi thỉnh Phật vào thành, ba câu trên như thứ lớp khen ngợi ba thân. Một câu thứ tư là chính thức mời thỉnh. Một câu của bài kệ thứ ba là kể lại ngày xưa Đức Phật và các Bồ Tát đều có ở trong thành này, Đức Thế Tôn cũng nên như vậy, chúng con nguyện nghe Pháp. 10. Dạ Xoa Vương nói kệ. Từ câu, bấy giờ, La Bà Na Lăng Già Vương cho đến dùng tiếng ca mà nói kệ rằng, Thế Tôn ở trong biển Ma Kiệt 7 ngày cho đến nguyện xin thương xót nạp thọ. Lúc bấy giờ, La Bà Na Vương, trên dùng âm nhạc khen ngợi thỉnh Phật, ở đây lại dùng âm thanh ca hát nói kệ thỉnh Phật, là tiêu biểu cho hữu tình và vô tình đồng nhau. Đối trước Phật xưng tên mình, con là La Sát Vương La Bà Na 10 đầu, nghĩa là vua loài La Sát. Tiêu biểu cho các chúng sinh căn bản vô minh lang chủ. 10 đầu tiêu biểu cho 10 sự lợi độn do vô minh sinh ra, đây là đầu mối của tất cả trần lao phiền não. Cúi mong Phật nhiếp thọ con và tất cả chúng sinh, cung điện thể nữ của con, cho đến đích thân cung cấp hầu hạ, cúi xin thương xót nạp thọ vân vân như trong kinh có nói. Đại ý nói lên có khả năng thấu đạt thật tánh vô minh, tức là Phật tánh. Trần lao trong ngoài, tất cả phiền não tự nhiên thuận theo chánh biến chi giác, cho nên nói cung cấp hầu hạ nạp thọ. Nói dùng âm thanh Đô Cha Ca và dụ Sa Thích Na ấy, chưa thấy chính dịch. Maha Diễn, Hán dịch là Đại Thừa. Từ câu, bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe lời nói này rồi vân vân cho đến nói, như vậy rồi im lặng an chú. Phật bảo vua Dạ Xoa rằng chấp nhận lời thỉnh cầu của vua Dạ Xoa,
cho nên ngồi im lặng an trụ. 11. Phật, Bồ Tát thọ cúng dường và nói pháp. Từ câu, bấy giờ, La Bà Na Vương liền nương vào cung diện diệu hoa cho đến pháp sâu xa, là nói Phật và các Bồ Tát thọ sự cúng dường rồi, đều nói pháp cho họ nghe. Bấy giờ, La Bà Na Vương và các quyến thuộc cho đến mà khuyến thỉnh rằng, nay con thỉnh đại sĩ thưa hỏi Đức Thế Tôn cho đến tất cả lầm lỗi. Vua kia lại cúng dường Bồ Tát Đại Tuệ, xin vì chúng con và các Bồ Tát thưa hỏi Như Lai chí pháp tự chứng của Như Lai, lìa các lỗi lầm, nhập vào đất trí của Phật. 12. Phật hóa hiện y báo, chánh báo. Lúc bây giờ, Đức Thế Tôn dùng năng lực thần thông cho đến đều ở giữa hư không biến mất. Nói Như Lai dùng năng lực thần thông, ở nơi núi kia, hóa hiện y báo, chánh báo lớp lớp như trên vô tận cảnh giới, cho đến biến mất giữa hư không. Như trong hội Hoa Nghiêm, Ngài Di Lặc búng ngón tay, cửa lầu gác đều mở, thiện tài vào rồi thấy trong lầu gác kia rất trang nghiêm, có vô tận trăm ngàn lầu gác rộng lớn trang nghiêm, cũng giống như vậy. Trong vô tận trăm ngàn lầu gác kia, mỗi lầu gác đều có vô tận trăm ngàn lầu gác, trước mỗi lầu gác đều có Bồ Tát Di Lặc, trước mỗi Bồ Tát Di Lặc đều có đồng tử thiện tài, mỗi đồng tử thiện tài đều chắp tay đứng trước Bồ Tát Di Lặc, cho đến xuất định bỗng nhiên biến mất. Cả hai điều này là tiêu biểu cho pháp giới vượt tình lìa kiến, rộng lớn tự tại vô chướng ngại, tức các đức Phật và chúng sinh giao tiếp thông suốt với nhau, cõi tịnh và cõi uế dung thông lẫn nhau, pháp pháp đều trang nghiêm lẫn nhau. Mỗi hạt bụi đều trùm khắp pháp giới, nhập nhau tức nhau, lớp lớp vô tận, giúp cho ngộ tu tròn đầy, sáng suốt chứng nhập. 13. Không lìa chỗ đang ở. La Bà Na Vương chỉ tự thấy thân cho đến như vòng lửa xoay tròn, các pháp đã ẩn mất. Lăng Già Vương chỉ thấy tự thân, trú trong bổn cung. Đây là nói không lìa chỗ đang ở. Suy tư như vậy liền khởi tầm từ quán, quán xét các pháp, ai nói ai nghe, là vật gì, tìm kiếm các pháp tướng rõ ràng không thật có. Lại suy tư tất cả các pháp cho đến không sinh khởi sự phân biệt, đó gọi là năng biến. Lại suy tư chánh niệm quan sát, được như thật quán, hiểu rõ tánh các pháp, không năng không sở, không thấy không nghe. Đó gọi là thấy chân thật. 14. Già Xoa Vương được khai ngộ. Lúc bấy giờ, Lăng Già Vương liền khai ngộ cho đến nhập Như Lai tạng hướng đến Phật địa. Đây là nói Già Xoa Vương do quán như thật, nên liền khai ngộ chứng được tự tâm, an trụ trong trí vô phân biệt. Cái gọi là được cái thấy đúng như thật, không theo người khác mà ngộ. Nói mê ngộ nhiều ngã rẽ, cũng không có pháp riêng. Khi mê thì mê cảnh là vật, khi ngộ thì ngộ cảnh tức tâm. Ngộ là giác mê, chẳng phải có ngộ riêng từ ngoài đến, cho nên nói không theo người mà ngộ. Có khả năng dùng trí khéo léo quan sát, lìa hẳn sự ước đoán tà giải, nghĩa là lý thì đốn ngộ, nương ngộ đều tiêu, nếu cho là thắng giải tức rơi vào tà chấp, chỉ khéo léo dùng trí quan sát tức tâm, không có thắng giải, khéo hiểu phương tiện biết rõ tướng tăng tiến của các địa thượng, nghĩa là đã ngộ như thật, lại còn hiểu được phương tiện khéo léo thì các địa từ đầu đến cuối không bao giờ còn tướng tà vậy. Cho nên ưa thích xa lìa tâm thức vọng kiến, hướng thẳng đến địa vị Phật, ba nghĩa nối nhau như đoạn dưới nói rộng. 15. Nghe tiếng nói trong hư không và trong cung điện. Nghe trong hư không và trong cung điện, cho đến nên thấy tất cả các pháp như vậy. Nói vua Già Xoa đã khai ngộ, hư không cung điện liền khen ngợi. Nói nên học như vậy, nên thấy như vậy là thuận theo lời đúng như thật, bằng lòng với sự học và sự thấy kia đều đúng như thật. Các đức Phật Như Lai thấy tất cả pháp cũng đồng thấy như vậy. Trước sau đã dùng cảnh hóa hiện mà nói pháp cho nghe, ở đây lại dùng cung điện khen ngợi là sao? Đâu chẳng phải, phát chân về nguồn, cung điện trong hư không tự nhiên biến mất, sắc không, y báo, chánh báo đồng một pháp giới, sao được như vậy? 16. Khuyên xa lìa dị kiến. Nếu dị kiến thì đó là chấp đoạn, cho đến cũng không nên trụ trong sáu định. Ở đây nói các thứ khuyên bảo xa lìa dị kiến, nếu có dị kiến thì đó là chấp đoạn, nghĩa là nếu khác với cái thấy như thật này thì gọi là chấp đoạn diệt. Ông nên xa lìa hẳn tâm, ý thức, nên khuyên quán sát xa lìa tất cả các pháp, là nói tự chứng, chẳng phải cảnh giới của tâm, ý, thức cho nên phải xa lìa. Nên tu mật hạnh, nghĩa là nên ngầm tu mật hạnh. Chớ chấp vào hình thức bên ngoài, tức đoạn dưới có chỗ nói cảnh giới các nghĩa của hai thừa, ngoại đạo. Các kiến vi đà tức bà la môn ngoại đạo, vâng theo bốn bộ vi đà do Phạm Thiên nói, có đến 10 muôn bài kệ được tương truyền bằng miệng, ngoài ra không có sách ghi chép đầy đủ. Cũng không nên trú trong sáu định, tức ngoại đạo dị chấp, ưa thích hay chán ghét sáu hành,
hàng phục các hoặc vân vân như một thứ ngoại đạo chấp tầng trời vô tưởng thuộc là thiền thứ tư niết bàn mà ở cõi dục tu định vô tưởng, nhàm chán cõi thiền dưới và cõi dục là khổ thô chướng. Ưa thích cõi vô tưởng ở trên là tịnh diệu ly, cho nên được ba cõi thiền dưới và cõi dục hàng phục các hoặc mà không thực hành, khi qua đời liền sinh lên cõi vô tưởng dị thục, trải qua 500 kiếp, lại bị đọa lạc trôi lằn trong sinh tử, sáu hạnh như vậy hàng phục các hoặc tà định, đều không nên an trụ. 17. Khuyên chớ sinh chấp đắm ngoại đạo và vọng tưởng của hai thừa. Nếu có thể như vậy tức là như thật, cho đến đối với tánh không loạn tưởng phân biệt, ý nói rằng nếu không có các kiến chấp của hai thừa, ngoại đạo thì mới có thể như thật tu hành, phá dẹp được các luận thuyết ác kiến khác và xả bỏ ngã chấp vân vân có thể dùng trí tuệ cao siêu chuyển thức sở y, tức bốn trí chuyển tám thức. Nhập vào địa vị Như Lai tự chứng, là ý nói đồng đắc, đồng chứng với các đức Phật. Khéo tu tam muội tam ma bát để tam muội, hắn dịch là chánh định, cũng dịch chánh thọ, vì chánh định bất loạn, năng thọ các pháp, vì phân biệt với tỉnh trì, lại vì không có cảnh lay động, gọi là chánh định, không có vật đáng thọ gọi là chánh thọ. Tam ma bát để, hắn dịch là đẳng trí, vì chánh định có công năng phát sinh trí tuệ chân chánh vân vân gìn giữ các pháp cho đến địa vị cao siêu, pháp này nên khéo tu. Ngoại đạo chấp ngã kiến có tướng ngã và thật, cầu na chấp đắm. Cầu na hán dịch là công năng, nghĩa là ngoại đạo chấp có tướng ngã và bốn đại, năm uẩn mười bát giới, mười nhị xứ, có công năng thật, chấp đắm sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp, và hai thừa thấy có mười nhị nhân duyên, chẳng rõ tánh không, ở trong đó loạn tưởng phân biệt, cho nên khuyên ở đây chớ sinh chấp đắm ngoại đạo và hai thừa vọng tưởng. 18. Suy nghĩ ý nghĩa như thật chính là chân thật thấy Phật. Lăng Già Vương. Pháp này cao siêu cho đến suy nghĩ như vậy chính là thấy Phật. Cái gọi là pháp này là pháp gì? Là pháp tự tâm, an trụ vô phân biệt. Pháp cao siêu chẳng phải là pháp tối tâm yếu kém, mới thành tựu tự chứng thánh trí. Đối với các hữu, thọ sinh thượng diệu, nghĩa là có khả năng chứng được pháp cao siêu này, quyết có khả năng các hữu thọ sinh thượng phẩm, không hướng đến chỗ thấp kém. Cái gọi là phá sự che lấp của vô minh, diệt trừ sóng thức, vô minh làm chướng ngại mắt trí tuệ. Sáu nghiệp thức cổ động nguồn tâm, pháp đại thừa tu hành có khả năng phá diệt các điều này. Hai nghĩa thức tánh, vì ngoại đạo chấp đắm ngã kiến, đối với dị luận, không thể giảng nói nghĩa lìa kiến thức tánh pháp, phi pháp. Ông trước thấy Phật, suy nghĩ như vậy, ý nói vua Dạ Xoa, ông trước thấy Phật, có thể suy nghĩ như thật ý nghĩa này, chính là chân thật thấy Phật. 19. Phật lại hiện thân lần nữa. Lúc bây giờ, vua La Bà Na lại nghĩ rằng cho đến các việc như vậy đều không khác nhau. Nói vua Dạ Xoa lại nghĩ muốn được thấy Như Lai lần nữa. Đức Phật liền biết sẽ ngộ pháp sâu xa, nên lại hiện thân, khiến việc giáo hóa như cũ không khác. Hóa thân thân kia trùm khắp tất cả, nhiều lớp vô tận. Lúc bấy giờ, vua nước đầu tự thấy thân mình khắp trước các Đức Phật, đều có đại tuệ, Dạ Xoa vây quanh, nói pháp thánh trí tự chứng, cũng thấy tất cả cõi Phật, các việc như vậy, không khác với trước. 20. Phật quán sát đại chúng, muốn nói pháp cho đại chúng nghe. Lúc bây giờ, Đức Thế Tôn quán sát khắp hội chúng cho đến trên đỉnh núi Lăng Già hớn hở cười lớn. Đây là nói Đức Như Lai quán sát khắp trong hội chúng muốn nói pháp cho đại chúng nghe, nói mắt tuệ chẳng phải nhục nhãn, vì nhục nhãn bị chướng ngại không thông suốt, không thể thấy khắp, cho nên dùng mắt tuệ quán sát. Ở giữa hai đầu chân mày, bắp vế, sườn, lưng cổ, cho đến vai. Cánh tay trong đó có đầy đủ đức độ, mỗi sợi lông đều phát ra ánh sáng, nghĩa là Đức Như Lai phát ra ánh sáng phải tiêu biểu cho pháp, chẳng phải vô ý nghĩa. Nay trong hội chúng này, bảy chỗ như giữa hai đầu chân mày vân vân đều phát ra ánh sáng, đều là tiêu biểu cho trung đạo tròn sáng, lìa biến kế y tha, thành tựu các đức. Lúc bấy giờ Thích Phạm, các trời trong hư không từ xa nhìn thấy Như Lai ngồi trên đỉnh núi Lăng Già như núi rượu cao, vui mừng cười lớn. 21. Đại chúng thắc mắc. Lúc bấy giờ, các Bồ Tát và các thiên chúng, cho đến quán thấy La Bà Na nhớ nghĩ pháp như thật. Lúc ấy Bồ Tát và các vị trời đều suy nghĩ Đức Phật vì sao lại vui vẻ mỉm cười, thân phát ra ánh sáng, nhập vào sự an vui của tam muội, bèn đi vòng khắp rồi ngoảnh lại nhìn vua Dạ Xoa, nghĩ phải có lý do. 22. Bồ Tát đại tuệ thưa hỏi Phật và được Phật khen. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đại tuệ cho đến và các ngoại đạo đều không thể suy lường, ý nói đại tuệ biết tâm của các Bồ Tát trong hội chúng, và thấy sự mê hoặc chấp đắm của tất cả chúng sinh đời vị lai, vì muốn cởi mở thắc mắc cho họ, mà thưa hỏi Phật.
Đức Phật khen, lành thay. Vì lợi mình lợi người mà nêu câu hỏi. Nghĩa là vua Dạ Xoa đã từng hỏi Phật quá khứ về hai nghĩa này, nay cũng muốn hỏi, đời vị lai cũng vậy. Là điều mà ngoại đạo, hai thừa không thể suy lường, đã từng hỏi qua, nay cũng muốn hỏi, đời vị lai cũng như vậy đối với hai nghĩa này, quả thật không biết. 23. Chỉ có vua Dạ Xoa chứng đắc, các vị còn lại thì không. Lúc bấy giờ, Đức Như Lai biết vua Lăng Già, cho đến trời Phạm Thích, vân vân không hề thấy ánh sáng. Lúc ấy Như Lai biết vua Lăng Già muốn thưa hỏi. Đức Phật dạy hãy mau hỏi, ta sẽ giải thích đầy đủ nguyện kia. Nói khéo biết các địa tức là biết sơ địa cho đến bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa và Phật địa. Tu tập đối trị chứng nghĩa chân thật, tức đối với các địa gia công dụng hạnh, trị chướng sở trị không gặp đường tà. Ở trong cung hoa sen báu lớn dưới nước tam muội trên đảnh đầu, nghĩa là công hạnh đồng với Phật, thành pháp vương tử, trụ vào quán đảnh. Đức Phật lại dạy, vua Lăng Già khởi nhất bình đẳng hạnh, và vô lượng hạnh khác nữa, quyết định phải chứng đắc cảnh giới như trên đã nói, chỉ có vua Lăng Già đích thân chứng đắc, còn hai thừa, ngoại đạo, thích phạm chẳng thể thấy được. 24. Vua Già Xoa biến hóa các thứ trang nghiêm cúng dường Phật. Lúc bấy giờ, vua Lăng Già cầu xin Đức Phật hứa khả cho rồi, cho đến ông nên hỏi ta sẽ nói cho ông nghe. Nói vua Lăng Già được Phật yên lặng hứa khả, liền biến hóa đầy đủ các thứ trang nghiêm, như là hoa thơm, cờ phướn, lọng lụa, anh lạc, tức các dụng cụ trang nghiêm. Hiên là thuộc màn trướng, lại hóa độ tất cả cõi dục, và trải qua trời rồng, vân vân thế gian cõi nước các Đức Phật, tất cả nhạc khí để cúng dường, là tiêu biểu sự kính pháp. Lại ở giữa hư không, các thứ cúng dường rơi xuống như mưa, là tiêu biểu thỉnh pháp phải khiêm nhường cung kính. Ý nói các Đức Như Lai quá khứ đã nói cho ta nghe, là Như Lai ba đời đồng một pháp. Bạch Đức Thế Tôn, hai nghĩa do Như Lai biến hóa nói ra chẳng phải Đức Phật căn bản nói, nghĩa là báo thân, hóa thân chẳng phải Phật chân thật, cũng chẳng phải người nói pháp, cho nên muốn Đức Thế Tôn, là Đức Phật căn bản nói. Bạch Đức Thế Tôn, bảo rằng sẽ nói hai nghĩa cho ông nghe. 25. Làm sao bỏ được hai nghĩa pháp và phi pháp? Lúc bấy giờ, vua Dạ Xoa lại chấp các thứ, cho đến pháp tánh như vậy làm sao có thể bỏ? Đây là hỏi Như Lai hai nghĩa pháp và phi pháp làm sao bỏ được? Trước dùng các vật trang nghiêm để cúng dường, ở đây lại dùng các vật trang nghiêm, để trang nghiêm thân là vì sao? Đây là tiêu biểu hỏi về oai nghi không dám xem thường. Các nghĩa khác trong văn kinh có nói. 26. Ba thí dụ nói về sự khác nhau giữa pháp và phi pháp. Lúc bấy giờ, Phật bảo vua Lăng Già rằng, cho đến ngoại pháp có vô lượng sự khác nhau như vậy. Đây là đáp câu hỏi trước, Đức Như Lai trước nêu lên bình vân vân vô thường, và tánh ngọn lửa, hạt giống nảy mầm trồi, ba thí dụ để nói về sự khác nhau giữa pháp và phi pháp, giúp cho chúng sinh dễ hiểu. Nội pháp cũng như vậy, nghĩa là duyên vô vi, cho đến nên biết tất cả đều là tướng phân biệt. Đây là nêu ba nội pháp hợp với thí dụ trước, lấy vô minh làm duyên. Hợp với thí dụ bình ở trước, lấy các thức hợp với thí dụ tánh lửa, dùng sự tu quán hành hợp với thí dụ hạt giống. Nhưng bình dùng tạo tác nghĩa, do duyên vô minh năng tạo căn thân, khí giới, các thứ khác nhau. Lửa nghĩa là huân sông biến hóa, do các thức năng huân biến tất cả các pháp nhiễm tịnh khác nhau. Hạt giống nghĩa là phát sinh, do tu quán hành, trí tuệ tự phát sinh. Cũng lại thấy có các sự khác nhau, pháp dụ như vậy đều có nguyên nhân. Ba pháp này nói chung về hai nghĩa, đều là tướng phân biệt. 27. Phật giải thích về pháp. Này vua Lăng Già, thế nào gọi là pháp? Cho đến ông trước hỏi ta đã nói xong. Đoạn trên chính là đáp hai nghĩa pháp và phi pháp, như kinh có nói. Kim Cương Kinh vô trước thích luận chép, pháp còn nên bỏ, vì thật tướng sinh, huống gì phi pháp, vì lý không đúng. Cũng đều phá tình chấp hữu vô khiến tự chứng nhập, như vòi hương lớn bước đứt xiềng xích không tự tại mà đi. Nói tỳ bát xá na, hắn dịch là quán, nêu quán phải đồng với tu chỉ. Chỉ tiếng phạm là samatha. Các giáo thiên viên, giải thích nghĩa khác nhau, đại ý nói nhất niệm xứng lý, gồm thâu tán loạn trở về vắng lặng, gọi là chỉ, vắng lặng mà thường chiếu soi gọi là quán. Luận khởi tín hợp hai hạnh này thành một môn, cộng tướng giúp thành, không lìa bỏ nhau. Nếu chỉ quán không đầy đủ thì không thể vào đạo Bồ Đề. Kinh thâm mật chép, chúng sinh bị sự trói buộc và bị thô nặng trói buộc, cần phải siêng tu chỉ quán, nhờ đó mà được giải thoát, cho nên Tông Thiên Thai lấy chỉ quán từ bi dẫn dắt thân, miệng, ý nghiệp đến thể nguyện,
làm hạnh an vui, đây là lấy trì quán làm sự năng tu, muôn điều lành làm sở tu. Các kinh thâm mật, lăng nghiêm, niết bàn, các luận du giả, khởi tín, trì quán có nói rộng về nghĩa ấy. 28. Phật nêu lên và bác bỏ các chấp phân biệt luống rối. Này vua Lăng già, ông nói ta ở đời quá khứ, cho đến lấy Như Lai tạng làm cảnh giới. Đây là nói Như Lai lại vì vua Dạ Xoa nêu phá các kiến chấp phân biệt luống rối, giúp cho vua Dạ Xoa lìa niệm, vắng lặng, phát sinh chánh kiến. Vua Lăng già ông nói ta ở đời quá khứ ở chỗ các đức Như Lai đã hỏi nghĩa này, các đức Như Lai kia đã nói cho ta nghe. Ông nói quá khứ chỉ là phân biệt, vị Lai cũng thế, ta cũng đồng như kia. Pháp của các đức Phật kia đều lìa phân biệt, cho đến vì muốn cho chúng sinh được sự an vui, đây là ba đời quá khứ, hiện tại. Vị Lai chẳng khác nhau. Đức Như Lai dùng trí làm thân, không thể dùng tướng ngã, nhân, chúng sinh để phân biệt cho đến lìa năng sở phân biệt, nghĩa là ba thứ tâm, Phật, chúng sinh không khác nhau. Thí như trên vách vẽ chúng sinh không có hay biết chúng sinh thế gian cũng giống như vậy. Không nghiệp không báo, các pháp cũng giống như vậy không nghe không nói. Đây là trước nêu ví dụ, kế đến hợp với pháp. Lại nói thí như có người trên mặt nước, trong gương soi thấy bóng mình. Ở trong đèn trăng thấy ảnh, ở trong hang núi nghe tiếng rồi. Đây đều dụ cho chúng sinh dùng tự tâm chấp tự tâm, đối với không có sắc tượng khởi chấp sắc tượng, pháp và phi pháp phân biệt cũng giống như vậy. Nếu hiểu rõ hư không vắng lặng một duyên, sinh trí tự chứng, ra khỏi phải quấy thì hợp với Như Lai tạng diệu tịnh minh tâm làm cảnh giới. Đáng tin thay, phẩm này tuy gọi là phát khởi chánh tông, tức có khả năng hiểu rõ vô minh căn bản, nhập chi kiến Phật. Phẩm 2, vấn đáp. 1. Nói về năm môn. Để sắp giải thích phẩm này xin lược chia ra năm môn. 1. Nói lý do có ra phẩm này. 2. Tông thú. 3. Giải thích chướng nạn. 4. Giải thích tên. 5. Giải thích văn. 1. Nói lý do, bài tựa phẩm trước đã nói lý do rõ ràng, phần chánh tông nên nói rõ cho nên có ra phẩm này. 2. Nói về tông thú, tất cả các kinh đều tự có tông thú. Cho nên Bậc Tiên Đức nói nương lời để hiểu tông chỉ ở đây nói riêng về tông thú của kinh này. Nhưng phẩm hạ lại nói tất cả các pháp bất sinh, không nên lập tông này, đây nói giúp cho dính mắc. Nếu là tông của vô tông thì tông, nói gồm thông suốt. Luận khởi tín chép, có pháp có khả năng sinh khởi gốc tin đại thừa, cho nên phải nói. Pháp là tâm chúng sinh, tâm ấy gồm thâu tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Nương vào tâm này hiển bày nghĩa đại thừa. Vì sao? Vì tâm tướng chân như tức là thể đại thừa, là tâm sanh diệt, tướng nhân duyên, có thể mở bày tự thể tướng dụng, quả đại thừa, là sở thừa gốc của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát đều nương vào pháp này mà đạt đến địa vị Như Lai. Vì vậy cho nên phải biết tự tánh thanh tịnh tròn sáng của chân thể này, đức dụng khó suy nghĩ bàn luận, xưa nay đầy đủ, đều là tông mà tất cả các đức Phật và chúng sinh vốn nương vào đó, cũng là tất cả, hoặc phàm hoặc thánh đều nương vào pháp này, mà đạt đến Như Lai địa, lấy đó làm tông thú. Nhưng chúng sinh không tự hiểu biết mà thuận theo ngộ nhập, vì các vọng tưởng ô nhiễm cho nên mê muội. 3. Giải thích chướng nạn, bản tiếng Phạm chỉ có một, vì sao có tới ba nhà dịch, phẩm mục một nhiều khác nhau. Đáp rằng, Thiên Thai nói, về phẩm, hoặc Phật tự nói, hoặc khi kiết tập đặt ra, hoặc chỉ dịch nghĩa thêm vào cho đủ. Lại nói rằng chia đoạn văn kinh đều do các bậc tiên hiền chuyên phân tích rõ ràng, kẻ học sau không nên phê phán phải trái mà tranh cãi. Không có ba điều lợi ích, mất một đạo. Ba điều lợi ích là ba thứ như tất đàn thế giới vân vân nhất đạo là đệ nhất nghĩa tất đàn. Vì vậy cho nên phải biết phẩm mục ly hợp hoặc một hoặc nhiều đều là phương tiện. 4. Giải thích tên phẩm, nghĩa là đầu phẩm của phần chánh tông này, là đại vị hỏi đáp chung của một kinh. Từ phẩm tập nhất thiết pháp, trường trừ thức ở đầu đã dứt sự ăn thịt, gồm có 14 phẩm gọi là hỏi đáp riêng. Ngài Đại Tuệ dùng 108 câu đồng làm một kiết để hỏi chung Như Lai, Đức Như Lai đều nhận lấy từng câu hỏi một, tùy theo từng câu mà trả lời. Có chỗ nói, câu sinh phi sinh câu, thường câu phi thường cú, cho đến 108 câu, đều đáp bằng chữ phi. Muốn lìa niệm kia nhập môn tâm chân như, cho nên nói phẩm vấn đáp. 5. Kế là dứt văn kinh, dưới chính thức giải thích văn. 2. Bồ Tát Đại Tuệ nói kệ. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Đại Tuệ, cho đến cúi mình cung kính mà nói kệ rằng, Ma Đế, Hán Dịch Tuệ. Nói vén y bầy vai phải, đầu gối sát đất, là nghi thức ở Tây Vực. Tiêu biểu cho gánh vác Phật Pháp. 1.
khen ngợi đức của Phật, thế gian lìa sinh diệt, như hoa đốm trong không, chí chẳng thấy hữu vô, mà khởi tâm đại bi. Dưới đây đến câu thứ 8 là nói chung khen ngợi đức của Phật. Nói thế gian, là chúng sinh thế gian khen ngợi Phật hiểu rõ chúng sinh hư giả như hoa đốm trong hư không cho nên không sinh diệt, nghĩa là Như Lai dùng chánh trí quan sát chúng sinh này chẳng phải có, chẳng phải không, cho nên vô duyên đại bi nhậm vận sinh khởi. Nếu chấp có chúng sinh mà khởi đại bi, thì gọi là ái kiến bi. 2. Khen Phật quán sát quán như huyễn để thành đại bi, tất cả pháp như huyễn, xa lìa nơi tâm thức, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp, là năm uẩn thế gian, nghĩa là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới tất cả các pháp. Pháp đã như huyễn thì tâm thức cũng mất, đây là khen ngợi Như Lai quán sát pháp như huyễn để thành đại bi. 3. Hữu tình và khí thế gian cũng vọng chấp có sắc, thế gian thường như mộng, xa lìa chấp đoạn thường, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Đây là nói chung hữu tình và khí thế gian cũng vọng chấp có sắc. Sắc hoại gọi là dứt, lại chấp có thức, thức lại thọ sinh gọi là thường. Đức Phật biết thế gian như những điều thấy trong mộng, tức là thức không có sắc mà chấp đoạn thường. Đây là khen ngợi Như Lai hiểu rõ hai chấp như mộng để thành đại bi. 4. Khen Phật thông đạt người và Pháp đều không, biết người Pháp vô ngã, phiền não và sở chi, thường thanh tịnh vô tướng, mà khởi tâm đại bi. Phiền não là phiền não chướng, nhĩ diệm tức sở chi chướng, do ngã chấp Pháp chấp, mới sinh ra hai chướng, chướng vốn chẳng có. Đây là khen ngợi Như Lai thông đạt người Pháp cả hai đều không. Hai chướng thanh tịnh để thành đại bi. Hỏi, người Pháp đều không, đều vắng lặng, hai chướng vốn không, tại sao Như Lai lại khởi đại bi? Đáp, chúng sinh 66 không biết lý này, cho nên mê vọng điên đảo trôi lăn không cùng tận. Nay muốn cho chúng sinh ngộ nhập Pháp này, đây là chân thật mà khởi đại bi, cho nên kinh tịnh danh chép, nên vì chúng sinh nói Pháp như vậy, đó là lòng từ chân thật. 5. Hai chấp đều xa lìa, Phật không trụ niết bàn không trụ Phật, xa lìa giác sở giác, hoặc có hoặc chẳng có. Đối với sinh tử mà nói niết bàn, đối với chúng sinh mà nói Phật. Phật biết sinh tử như mộng huyễn không có tự thể, cho nên không trụ niết bàn. Biết chúng sinh như hoa đốm trong hư không chẳng thật có, nên không trụ nơi Phật. Thí như người bị bệnh thì nói thuốc, không bệnh thì không nói thuốc, cho nên nói Phật không trụ niết bàn không trụ Phật. Không có Phật cho nên không có năng giác, không có niết bàn cho nên không có sở giác. Có Phật không Phật, có niết bàn không niết bàn, cho đến có không vân vân hai chấp thảy đều xa lìa, cho nên nói xa lìa giác sở giác, hoặc có hoặc chẳng có. 6. Phật ra đời hay không ra đời thì Pháp cũng thường như vậy, Pháp thân như huyễn mộng, làm sao đáng xưng tán, biết vô tánh vô sinh, gọi là khen ngợi Phật. Kinh Đại Bát Nhã chép, tất cả các Pháp đều không có tự tánh, vô tánh cho nên không, không cho nên vô tướng cho nên vô nguyện cho nên vô sinh, không sinh cho nên không diệt. Vì vậy cho nên các Pháp xưa nay vắng lặng, tự tánh niết bàn. Nếu Phật ra đời, hoặc không ra đời thì Pháp cũng thường như vậy, đạt được như vậy gọi là khen ngợi Phật. Phật không tướng căn cảnh, không thấy tên thấy Phật, vì sao gọi Mâu Ni, mà có khen hay chê, lìa tướng căn cảnh, ra khỏi lượng phàm thánh, đó gọi là thấy Phật. Mâu Ni, Hán dịch là tịch tịnh vắng lặng, lìa kiến siêu tình, ai có thể khen chê. 7. Đời này đời sau xa lìa đắm mê chấp đắm, Bồ Tát, nếu thấy đấng Mâu Ni, vắng lặng xa lìa sinh, đời nay và đời sau lìa đam mê chấp đắm. Nói xa lìa sinh là lìa tướng lưu trú hai thứ sinh. Một bản ghi là vắng lặng lìa sinh diệt, quán này gọi là chánh quán, cho nên nói người này đời sau, xa lìa sự đam mê chấp đắm. 2. Bồ Tát Đại Tuệ nói kệ. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Đại Tuệ nói kệ khen Phật xong, tự nói tên họ. Con tên là Đại Tuệ thông đạt được Đại Thừa, nay xin 108 câu thưa hỏi Bậc Tôn Tối Thượng. Đại Tuệ tự nói có căn cơ Đại Thừa, nay thưa hỏi Bậc Tôn Tối Thượng nghĩa 108 câu. Đức Phật là Bậc Tối Thượng trong các Bậc Tôn Quý. 3. Phật nghe kệ ấy rồi. Bấy giờ, Bậc Thế Gian Giải nghe kệ kia rồi, quan sát khắp chúng hội, bảo các Phật tử rằng, Phật tử các ông. Nay cho phép các ông mặc tình hỏi, ta sẽ nói cho các ông nghe về cảnh giới tự giác. Thế gian giải là một trong 10 hiệu. Trên nói thế gian sinh diệt như hoa đốm trong hư không vân vân, đây là cảnh giới tự chứng của Đức Phật. 4. Bồ Tát Đại Tuệ thưa hỏi Phật 108 câu. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Đại Tuệ,
cho đến dùng kệ hỏi rằng, sau đây gồm 48 bài kệ rưỡi, hỏi về 108 câu kiến chấp. 108 thứ kiến chấp, hoặc một câu là một nghi vấn, hoặc hai câu là một nghi vấn, hoặc ba câu là một nghi vấn, cho đến 10 câu là một nghi vấn, hoặc hai câu là hai nghi vấn, có rộng lược khác nhau, không thể mỗi mỗi như số lượng 108 môn này là hỏi về năm pháp, ba tự tánh, tám thức, hai thứ vô ngã trên. Pháp môn đối trị để độ chúng sinh cho nên đại tuệ, nêu những điều trên cùng với việc thấy Bồ Tát Ma Đế đến các cõi Phật, cho nên đoạn dưới hỏi núi, biển, mặt trời, mặt trăng vân vân tức danh, tướng, vọng, tưởng trong năm pháp. Đoạn dưới hỏi các thiền giải thoát vân vân tức pháp chánh trí, như trong năm pháp. Thế nào khởi kiến chấp, làm sao tịnh kiến chấp, vì sao khởi mê hoặc, thế nào tịnh mê hoặc, hai câu trên hỏi kiến chấp tánh, luống rối sinh diệt nhiễm tịnh. Hai câu dưới hỏi vô minh duyên khởi, lưu chuyển hoàn tịnh. Như ở dưới là đáp riêng về hai thứ Sa Môn và Bà La Môn. Vì sao gọi Phật tử, và vô ảnh thứ đệ, là hỏi vì sao Bồ Tát gọi là Phật tử, và hỏi trong pháp chân thật vô tướng vì sao có thứ lớp. Đã có thứ lớp vì sao gọi là vô tướng. Vô ảnh là vô tướng, nhưng văn dịch thay đổi. Thế nào hóa tướng cõi nước, và các chúng ngoại đạo, hỏi Như Lai ở trong cõi nước biến hóa ra hóa tướng chúng sinh và bác bỏ các ngoại đạo. Giải thoát đến chỗ nào? Ai buộc ai giải thoát? Là hỏi pháp vốn không bị trói buộc thì ai cầu giải thoát? Cả hai đều mất lại đến chỗ nào, như đoạn văn dưới nói nghĩa sâu xa của tất cả pháp, và đáp riêng trong nghĩa tướng giải thoát. Những gì cảnh giới thiền? Tại sao có ba thừa, câu trên là hỏi về các thiền, thế nào là cảnh giới? Câu dưới nói Phật thừa vốn chỉ có một, vì sao có ba thừa khác nhau? Như đoạn dưới đáp riêng về bốn thứ thiền, ba thừa, nhất thừa giác. Nhân duyên chỗ nào sinh, thế nào tác sở tác? Là hỏi về nhân duyên sinh khởi vốn tự vô sinh, nếu thể bất sinh thì vì sao có nhân năng sinh và quả sở tác? Như đoạn dưới đáp riêng trong tướng nhân duyên của tất cả pháp. Ai nói hai đều khác, thế nào các hữu khởi? Câu trên là hỏi bốn câu vọng kiến của các ngoại đạo, ở đây là nêu hai câu giữa để bao gồm cả trên dưới. Như đoạn dưới là đáp riêng lìa một, khác, câu, bất câu. Câu dưới hỏi vì sao cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc có sinh khởi. Thế nào là định vô sắc, cùng với định diệt tận? Thế nào là tưởng diệt? Thế nào từ định giác? Hai câu trên hỏi tứ không định của tiểu thừa, ngoại đạo và diệt chánh thọ. Hai câu dưới hỏi định diệt thọ tưởng. Tưởng thọ đã diệt, vì sao lại từ định giác? Nếu từ định giác thì nghĩa diệt không thành. Vì sao tạo tác sinh, lui tới và giữ thân, là hỏi thần thông đi đứng tự tại do thiền định giữ gìn. Tiến là đi, chỉ là đứng. Như đoạn dưới đáp riêng trong phần ba thứ ý thành thân. Thế nào thấy các vật, thế nào nhập các địa, là hỏi ngoài tâm không có vật, sao làm thấy biết năm pháp, ba tự tánh, vân vân để ngộ nhập các địa. Đầy đủ các Phật Pháp đến địa vị Như Lai. Đoạn dưới là đáp riêng trong phần nói về tướng năm pháp, ba tự tánh, các thức, vô ngã khác nhau. Vì sao có Phật tử? Ai phá được ba cõi? Ở đâu? Thân thế nào? Vãng sinh đến chỗ nào? Hai câu trên hỏi các Phật tử. Ai là người phá ba cõi sinh tử? Hai câu dưới hỏi chỗ phá ba cõi và thân gì phá ba cõi? Đã phá ba cõi lại sinh ở chỗ nào? Thế nào được thần thông, tự tại và tam muội? Là hỏi về thần thông tam muội lấy gì mà đắc, đây là sinh khởi tu nhân. Như đoạn dưới đáp riêng các đức Phật có hai thứ chỉ. Tướng của tâm tam muội, xin Phật nói con nghe, câu trên là hỏi tâm tam muội như thế nào, có tướng chẳng phải tam muội. Một câu dưới là kết thúc thỉnh nói. Thế nào gọi tàng thức, thế nào gọi ý thức, đây là hỏi tám thức do đâu mà có tên. Một câu dưới nói thế nào là ý và thức, như đoạn dưới đáp riêng chương chư thức. Thế nào khởi các kiến, thế nào thối các kiến, là hỏi tướng sinh trụ kiến và tướng diệt kiến của các thức. Như đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về hai thứ sinh trụ diệt. Thế nào tánh phi tánh, thế nào duy tâm này, là hỏi đã có sự khác nhau giữa ba thừa và năm tánh. Vì sao lại nói chỉ là tâm lượng, đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về năm thứ chủng tánh. Vì sao lập ra tướng? Thế nào thành vô ngã? Là hỏi về lập ra hữu tướng và vô tướng ngã. Đoạn dưới đáp riêng lập ra chê bai. Thế nào vô chúng sinh? Thế nào tùy tục nói? Vì sao không sinh khởi? Chấp thường và chấp đoạn. Hai câu trên hỏi chân đế là vô, tục.
tục đế là hữu. Hai câu dưới hỏi hai kiến chấp vì sao không sinh khởi. Chẳng phải có lập có gọi là chấp thường, chẳng phải vô lập vô gọi là chấp đoạn. Thế nào Phật, ngoại đạo, tướng đó chẳng trái nhau. Thế nào đời sau này, có các thứ bộ khác. Hai câu trên hỏi vì sao tà chánh không chống trái nhau. Như đoạn dưới đáp riêng Phật nói sinh diệt vô thường, ngoại đạo cũng nói sinh diệt vô thường. Câu dưới hỏi đời vị lai có 18 bộ phái khác nhau. Thế nào là tánh không? Thế nào sát na diệt? Hai câu trên hỏi tất cả các pháp vì sao là tánh không? Đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về tất cả các pháp là không, vô sinh, không hai. Câu dưới hỏi sát na diệt, sát na gọi là niệm, hoại gọi là vô thường. Như đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về tướng hoại của sát na. Thai tạng vì sao sinh? Vì sao thế bất động? Câu trên hỏi nương như lại tạng mà có sinh tử. Nói thai tạng, cùng với thai sinh tử làm tạng. Như đoạn dưới đáp riêng trong phần ta nói cho nghe về ấm, giới, nhập sinh diệt. Câu dưới hỏi các pháp thế gian thể tánh sinh diệt vì sao bất động? Vì sao các thế gian như huyễn cũng như mộng, và thành càn thát bà, cho đến trăng đáy nước, là hỏi vì sao nói năm ví dụ này? Vì hiện bày các pháp vốn lìa sinh diệt mà nêu lên ví dụ này. Như đoạn dưới đáp riêng về Sa Môn, Bà La Môn trong phần nói về quán tất cả các pháp không có tự tánh. Thế nào Bồ Đề phần? Giác phần do đâu khởi? Là hỏi về chỗ 37 pháp Bồ Đề phần này sinh khởi. Vì sao cõi nước loạn? Vì sao thấy các hữu? Câu trên hỏi trong pháp danh, tướng, vọng, tưởng vì sao có cõi nước loạn? Câu dưới hỏi các pháp đã không có tự thể vì sao chúng sinh thấy các hữu? Thế nào pháp thế gian? Thế nào lìa văn tự? Câu trên hỏi vì sao biết các pháp thế gian? Như đoạn dưới đáp riêng hai thức giác trí. Câu dưới hỏi vì sao các pháp tánh lìa văn tự? Như đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về tướng tông thú. Thế nào hoa trong không? Không sinh cũng không diệt. Là hỏi vì sao nói thế gian như hoa đốm trong hư không chẳng sinh diệt. Như đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về ý thành pháp thân chẳng có sinh diệt. Chân như có mấy thứ? Mấy tâm ba la mật. Câu trên hỏi chân như có mấy thứ? Như đoạn dưới riêng đáp trong phần nói về bảy thứ đệ nhất nghĩa. Câu dưới hỏi mấy tâm ba la mật? Như đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về sáu thứ ba la mật. Thế nào như hư không? Thế nào lìa phân biệt? Câu trên hỏi ai biết các pháp như hư không? Câu dưới nói làm cách nào lìa vọng tưởng phân biệt? Như đoạn dưới đáp riêng này sẽ nói tướng tự tánh phân biệt. Thế nào địa thứ lớp? Thế nào được vô ảnh? Là hỏi thứ lớp các địa vì sao vô tướng được? Thứ lớp là có sự khác nhau về thứ bậc. Như đoạn dưới đáp riêng tất cả Bồ Tát nhập diệt định, tướng thứ lớp nối nhau. Những gì hai vô ngã, thế nào tình sở chi, như đoạn dưới khéo quán sát hai thứ vô ngã, và đáp riêng trong phần nói về hai câu hỏi này trong phần nói về hiện lưu của tự tâm thanh tịnh. Thánh trí có mấy thứ, giới chúng sinh cũng thế, câu trên hỏi trí có khác nhau, giúp cho bỏ thấp kém tu cao hơn. Như đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về trí thức, câu dưới là hỏi tánh ham muốn của chúng sinh chẳng phải một. Như lai chế giới có mấy thứ. Các báu ma ni thầy, đây đều làm sao sanh, ai sinh các thật tánh, ai sinh các lời nói, chúng sinh và các vật, hai câu trên hỏi nhân sinh các báu, hai câu dưới hỏi ai sinh khởi lời nói, hữu tình và tư cụ. Như đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về tướng phân biệt bốn thứ lời nói. Minh sứ và kỹ thuật, người nào đã hiển bày, là hỏi pháp ngũ minh và kỹ thuật thế gian ai đã tạo ra. Năm minh luận, một, nội luận. Là tất cả Phật Pháp hai, ngoại luận ba, là nhân luận, thanh luận, y phương luận và công xảo luận. Năm luận này mỗi luận đều có công năng phát sinh trí tuệ, nên gọi là minh sứ. Già tha có mấy thứ? Câu văn xuôi cũng thế, già tha, hán dịch phúng tụng. Trường tức là thiên dài, cú, hoặc câu bốn chữ hay năm chữ. Có mấy thứ đạo lý? Giải thích mấy khác nhau? Là hỏi lý thú giải thích có bao nhiêu thứ khác nhau? Phần lý thú trong kinh Đại Bát Nhã, nói các pháp đều không, vô sinh vô diệt, tánh vô tự tánh, lìa tất cả tướng, không thể mong cầu. Nhưng đệ nhất nghĩa vắng lặng thường trú. Kinh giải thâm mật nói ứng theo căn cơ mà giải thích, nói chung có sáu. Một chân nghĩa lý thú, nghĩa là hai chứng tịnh trí sở hành chân thật. Hai chứng đắc lý thú, nghĩa là đối với nghĩa chân thật được như sở chi. Ba giáo đạo lý thú. Nghĩa là tự chứng rồi mở bày cho chúng sinh.
Ba thứ này là gốc, ba thứ sau giải thích. Bốn lý thú lìa hai bên, nghĩa là có người hỏi rằng, thế nào gọi là chân nghĩa lý thú, nên đáp người ấy rằng, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Năm lý thú bất tư nghị, có người hỏi rằng, thế nào là chứng đắc, nên đáp kia rằng, gọi bất tư nghị là nếu đối với các pháp xa lìa nói suông, lúc bấy giờ chứng đắc tánh thắng nghĩa chân thật, cho nên biết rằng lời nói đều chẳng chân thật. 6. Lý thú tùy sự ưa thích của chúng sinh, có người hỏi rằng, thế nào là giáo đạo, nên đáp người ấy rằng, tùy theo ý ưa thích của chúng sinh đều khác nhau, thuận theo sự ưa muốn kia mà phương tiện mở bày. Ăn uống cùng ai làm? Ái dục làm sao khởi? Là hỏi ăn uống ái dục làm sao sinh khởi? Kinh Tịnh Danh nói, từ si mà có ái, thì bệnh ta sinh. Thế nào gọi là vua chuyển luân và tiểu vương? Thế nào vua thủ hộ? Là hỏi về các đại vương, tiểu vương và cách thủ hộ. Thiên chúng có mấy thứ? Đất, trời, trăng, các sao? Các thứ này ra sao? Là hỏi các trời, mặt đất, các sao và mặt trời, mặt trăng. Như trong Kinh Đại Tập, Lâu Thán vân vân có nói rộng. Người tu hành giải thoát, mỗi bậc có mấy thứ? Là hỏi giải thoát tức là hàng vô học, tu hành tức là hàng hữu học, mỗi hàng có bao nhiêu thứ? Như đoạn dưới đáp riêng trong phần nói về tướng khác nhau của quả tu đà hoàn. Sao là A Xà Lê? Đệ tử có mấy thứ? Xà Lê, Hán dịch là giáo sư, môn sư lập giáo và đệ tử thọ giáo. Như Lai có mấy loại, có mấy thứ bản sinh? Hỏi Như Lai và nhân duyên bản sinh mỗi loại có mấy thứ? Các ma và dị học, mỗi loại có mấy thứ? Ma La, Hán dịch là năng hại, hễ cái gì làm chướng ngại, hạnh lành, làm hại tuệ mạng đều gọi là ma. Gồm có bốn thứ, phiền não ma, ma chết, chết ma năm ấm và ma trời, đây hỏi các ma và dị học. Người muốn tu hành hiểu biết sinh tử, các kiến căn bản. Tự tánh có mấy loại, tâm có bao nhiêu thứ? Như đoạn dưới tự tánh đáp riêng trong phần nói về khéo biết tướng của ba tự tánh khác nhau, đáp riêng tâm này do bốn nhân duyên nhãn thức chuyển. Thế nào chỉ giả thiết, xin Phật mở bày cho. Là hỏi vì sao các pháp là vọng tưởng, mà giả thi thiết lượng. Đoạn đáp riêng ở dưới như Đức Phật nói, biết cảnh giới chỉ là giả danh, đều không thật có. Thế nào là gió mây? Niệm trí do đâu khởi? Câu trên có bản ghi là thế nào không? Gió, mây. Đoạn dưới hỏi bốn trí chánh niệm do đâu mà có, cũng gọi là thế tục niệm trí. Thế nào là rừng cây? Do ai tạo ra chúng? Là hỏi rừng rậm cỏ cây là vật vô tình do ai làm ra? 5. Nói tiếp trăm câu hỏi. Thế nào thú voi, ngựa? Thế nào là bắt lấy? Thế nào người thấp hèn? Xin Phật nói con nghe. Là hỏi voi ngựa các loài cầm thú, vì sao mà bị bắt, giết hại lẫn nhau, và hỏi do nghiệp gì mà bị thấp hèn như vậy? Thế nào thuộc sáu thời? Thế nào nhất xiển đề? Nam nữ và huỳnh môn, đây đều do đâu sinh? Câu trên hỏi ngoại đạo có sáu tiết làm thầy. Lại nói ở Tây vực cứ hai tháng là một thời, mỗi năm chia làm sáu tiết. Câu kế hỏi nhất xiển đề. Như đoạn văn dưới là đáp trong phần nói về riêng nhất xiển đề. Câu kế hỏi nam nữ, huỳnh môn, như trong kinh chánh pháp niệm có nói. Thế nào tu hành tiến? Thế nào tu hành lui? Là hỏi người học tu hành tại sao lại có sự khác nhau giữa tiến và lui? Sư Du Già có mấy? Giúp người trụ trong đó. Du Già, Hán dịch là tương ưng, nghĩa là tương ưng với tất cả thừa cảnh, hành quả vân vân như trong ngũ phần thập địa thứ bảy của luận Du Già Sư Địa có nói. Chúng sinh sinh các đường, thân gì sắc tướng gì, dầu có đại tự tại, do nhân gì mà được, là hỏi do nhân gì mà chúng sinh các đường có hình tướng, dầu sang, tự tại. Thế nào dòng Thích Ca? Thế nào dòng Cam Giá? Là hỏi dòng họ thế tục của Đức Như Lai ở trong các kinh. Sơ lược như Thích Ca Gia Phổ Phương Chí vân vân có nói. Vị tiên tu khổ hạnh là được ai dạy trao? Là hỏi vị tiên tu khổ hạnh, cho là được sống lâu, những vị kia dùng pháp gì để dạy trao đệ tử? Vì sao Phật Thế Tôn, trong tất cả cõi hiện, các sắc loại khác tên? Chúng Phật tử vây quanh, là hỏi Đức Thế Tôn ở khắp mọi nơi ứng vật hiện hình, phàm thánh vây quanh, do nhân duyên gì mà được như vậy? Tại sao không ăn thịt? Vì sao cấm ăn thịt? Ăn thịt các chúng sinh, vì nhân gì ăn thịt? Hỏi ăn thịt do nhân duyên gì mà cấm ăn thịt? Như đoạn dưới là đáp riêng trong phần cấm ăn thịt. Vì sao các cõi nước, giống như hình trời, trăng, cho đến như dây đàn lưng trống,
là hỏi hình tướng của thế giới khác nhau không đồng, nói chỉ tất cả do tâm tạo ra. Kinh Hoa Nghiêm chép, vì hạt giống khác nhau nên quả trái sinh không đồng, hành nghiệp bao nhiêu thứ, cõi Phật nhiều thứ khác nhau, đủ như trong phẩm thế giới thành tựu có nói. Nhân Đà La là tên khác của trời Đế Thích. Thế nào biến hóa Phật? Thế nào là báo Phật? Chân như trí tuệ Phật, xin đều nói con nghe, là hỏi nghĩa danh hiệu Phật, tùy căn cơ mà đến, cảm ứng hóa Phật, báo đáp nhân đời trước gọi là báo Phật. Chân như Phật thể tánh không hai, trí tuệ Phật bản giác hiển chiếu. Tại sao ở cõi dục, chẳng thành đẳng chánh giác, cho đến ai người giữ chánh pháp, là hỏi cõi Phật Lô Xá Na thành Bồ Đề, và hỏi sau khi nhập Niết Bàn thì ai giữ gìn chánh pháp, sơ lược như trong kinh Ma Ha Ma Gia vân vân và Phó Pháp Tạng truyện có nói. Thế Tôn trụ bao lâu? Chánh pháp trụ chừng nào? Là hỏi Đức Như Lai trụ ở đời lâu mau, và chánh pháp trụ thời gian ngắn dài. Tất đàn có mấy thứ, các chấp có mấy thứ. Câu trên hỏi là tất đàn, hán dịch nghĩa tông. Câu dưới hỏi các kiến chấp thế đế. Lại nữa, tông thiên thai có bốn tất đàn. Tất đàn thế giới. Tất đàn vị nhân. Tất đàn vị nhân. Tất đàn đệ nhất nghĩa. Cho nên nói nếu mất ý bốn tất đàn thì tự tu hành, giáo hóa chúng sinh đều gọi là chấp pháp. Nếu được ý bốn tất đàn thì mình và người đều không chấp. Cớ sao lập tỳ ni, cùng với các tỳ kheo. Tỳ ni là giới, tỳ kheo ở trong giới này, được giải thoát từng phần. Thế nào được thế thông? Thế nào được xuất thế? Là hỏi năm thông thế gian, và sáu thông xuất thế gian, vì sao mà được? Nói sáu thông gồm thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận thông. Sáu thông này bao gồm người tu theo ba thừa, nhưng có sâu, cạn, sáng tối khác nhau. Thế gian thông không có lậu tận, dù là phần được năm thông trước nhưng cũng chỉ thuộc về hữu lậu. Lại do nhân duyên gì? Tâm trụ trong địa thứ bảy. Là hỏi tâm lượng địa của địa thứ bảy, nghĩa là công dụng địa vị cùng cực, ý bao gồm trước sau. Tăng già có mấy thứ? Thế nào thành phá tăng? Là hỏi tăng có bao nhiêu hạng, ý nói chân hay ngụy, và hỏi phá hoại tăng, giúp cho tăng không hòa hợp, mắc tội báo lớn. Lại có chỗ nói hai thứ tăng là Yết Ma tăng và Pháp Luân tăng. Có chỗ nói ba thứ tăng, hòa hợp tăng, giả danh tăng và chân thật tăng. Có chỗ nói bốn thứ tăng, hữu tu tăng, vô tu tăng, á dương tăng và chân thật tăng. Nghĩa phá hoại tăng như trong luận Tạp Tâm có nói. Thế nào là chúng sinh? Rộng nói y phương luận. Là hỏi y phương luận của thế gian và xuất thế gian, đều có nhiều phương, nên gọi là nói rộng. Cớ gì Đại Mâu Ni? Nói lời như thế này. Ca Diếp, câu Lưu Tôn, câu Na Hàm là ta. Các kinh có nói như vậy, cho nên Đại Tuệ hỏi, nghĩa là dấu vết ứng hóa có sự khác nhau, nhưng đức thể không khác. Như đoạn dưới đáp riêng bốn thứ bình đẳng. Cớ sao nói đoạn thường, và cùng ngã vô ngã, sao không thường nói thật, tất cả chỉ tâm này. Là hỏi Đức Như Lai sao không thường vì chúng nói pháp chân thật, mà lại vì chúng sinh nói đoạn, nói thường, nói ngã, vô ngã, nói pháp tâm lượng vọng tưởng là vì sao? Như đoạn dưới có đáp riêng trong phần nói về đời vị Lai có các tà trí. Thế nào rừng nam nữ, ha lê, am ma lạc? Là hỏi trái cây ở thế gian vì sao mà khác nhau? Ha lê là quả kha lê lạc, am ma la là quả a ma lạc. Kê la và thiết vi, cùng với núi kim cương. Cho đến xin Phật nói con nghe. Luân vi cũng dịch là thiết vi. Càn thát bà, tức là các vị trời đánh nhạc. Hai câu sau kết thúc lời thỉnh. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe Bồ Tát Đại Tuệ thưa hỏi, cho đến, sẽ theo thứ lớp như lời ông hỏi mà đáp, Như Lai nghe Bồ Tát Đại Tuệ hỏi tâm pháp nhiệm màu như vậy, cho nên khen ngợi, lành thay. Gian bảo lắng nghe, không dùng tâm hành sinh diệt nghe pháp thật tướng. Dưới đây gồm 39 bài kệ đều do Đức Như Lai nói cho Bồ Tát Đại Tuệ nghe. Hoặc sinh hoặc vô sinh, niết bàn không sát na, trôi lăn không tự tánh, ý nói Đại Tuệ hỏi pháp hữu vi sinh, pháp vô vi bất sinh, pháp niết bàn hư không trôi lăn từng sát na, đều do vọng tưởng hiển hiện, đều không có tự tánh. Phật tử, Ba La Mật, Thanh Văn, Bích Chi Phật, Ngoại Đạo Vô Sắc. Hành, đoạn trên là hỏi về người và pháp mà người thực hành. Phật tử, Thanh Văn, Duyên Giác, Ngoại Đạo là người. Các ba la mật là pháp sở hành của người tu theo ba thừa. Hành vô sắc là pháp sở hành của ngoại đạo. Ý nói người này và pháp của người thực hành, đều dùng vô tự tánh để kết thúc. Đây là ý chỉ sâu kính do Phật lược đáp. Tu di, bể cả, núi lớn, châu, đảo, cõi nước,
quả đất. Dưới đây tám hàng nửa bài kệ là Đức Như Lai theo thứ lớp nhận lãnh 108 câu hỏi của Bồ Tát Đại Tuệ. Núi Tu Di ở giữa biển lớn, cho nên nói Tu Đi, biển cả, núi lớn, ở lưng chừng núi Tu Di. Biển lớn, trên hỏi trong đây không có. Châu, đảo, cõi nước, quả đất, là lãnh nhận trên mặt đất. Sao, mặt trời, mặt trăng, chúng trời A-tu-la, cho đến diệt và như ý túc. Tu-la lực, như ý túc, trên hỏi trong đây không có, nghĩa lẽ ra là có. Bồ đề phần và đạo thiền định và vô lượng, cho đến tâm sinh khởi nói năng. Các uẩn và qua lại, nhận lãnh chúng sinh sinh ra các đường. Tâm sinh khởi nói năng, nhận lãnh trên ai sinh khởi lời nói. Tâm ý thức vô ngã, năm pháp và tự tánh, cho đến chúng sinh có hay không. Là đại chủng trên không có văn, một Đức Phật, ca diếp vân vân trên là ta, chúng sinh có hay không, trên nói ngã, vô ngã. Thú voi ngựa vô nhân, làm sao mà bắt lấy, cho đến kỹ thuật và minh xứ. Chỉ do tâm không có cảnh giới. Trên cho rằng tất cả đều chỉ do tâm, các điều khác đều y theo câu hỏi trên. Các núi Tu Di, quả đất, biển lớn lượng mặt trăng, chúng sinh bậc thượng, trung, hạ, thân mỗi người có bao nhiêu hạt bụi. Tu Di các núi, quả đất trở xuống gồm 9 bài kệ, nói Đại Tuệ đã hỏi danh tướng, vì sao không hỏi các núi, biển lớn, mặt trời, mặt trăng, các sao, cõi nước của chúng sinh, và do tuần, đẩu, hộc, cân, lạng, bốn đại các căn, như vậy do trần lượng tạo thành. Đã nói ta tên là Đại Tuệ Thông Đạt Đại Thừa, vì sao không hỏi tên hạt bụi và số lượng chứa nhóm, y nói có hỏi mà không đến nơi đến chốn. Lại nữa, vì giúp cho chúng sanh xả bỏ tình chấp, các vật đã chứa nhóm nhiều như cát bụi mà thành, làm gì có thể tánh. Mỗi cõi có bao nhiêu hạt cát bụi, mỗi cung có bao nhiêu khuỷu tay, cho đến giận dẹp, dương mao, khoáng mạch, nói nhỏ như hạt bụi gọi là thố hào trần. Bảy thố hào trần là một dương mao đầu trần. Bảy dương mao đầu trần là một hạt bụi qua kẽ hở. Bảy hạt bụi qua kẽ hở thành một con giận, bảy con giận thành một con trí. Bảy con trí thành một khoáng mạch trần. Bảy khoáng mạch trần thành một lóng tay. 110 lóng tay thành một gang tay. Hai gang tay thành một khuỷu tay. Bốn khuỷu tay là một cung. 500 cung gọi là một câu lô xá. 10 câu lô xá gọi là một do tuần. Tam thiên đại thiên thế giới làm một cõi hóa Phật. Nghĩa là các pháp này đều chứa nhóm như cát bụi mà thành thể. Vì sao không hỏi đủ mỗi thứ có bao nhiêu hạt cát bụi tạo thành? Nửa đấu và một đấu, mỗi thứ có bao nhiêu khoáng mạch, cho đến mỗi thứ có số bao nhiêu. Đây đều là tên gọi trong đấu và hộc dùng để chứa trong nhà Phật, hoặc gọi ngàn muôn na do tha, gọi tần bà la. Bao nhiêu hạt bụi thành hạt cải, bao nhiêu hạt cải thành một hạt cỏ, cho đến vì sao không hỏi ta, đoạn trên đây đều là Như Lai nói. Ý nói danh tướng như vậy cũng nên hỏi. Vì sao được giàu có? Thế nào vua chuyển luân? Thế nào vua thủ hộ? Vì sao được giải thoát? Dưới đây gồm 20 bài kệ, lại nhận lãnh câu hỏi của Đại Tuệ. Tài phú, giống như giàu có ở trên. Thế nào văn xuôi, câu, dâm dục và ăn uống, cho đến do nhân gì mà có các mùi vị, các thứ vị, câu hỏi trên không có. Thế nào là nam nữ và bắt đầu, Phật Bồ Tát Trang Nghiêm, cho đến thế nào hữu nhân tác, vô nhân tác, hữu nhân tác. Hiểu rõ hai câu đều khác nhau. Thế nào chuyển các kiến, thế nào khởi so chấp, cho đến thế nào khởi tam muội, dứt bỏ các tưởng, hiểu rõ trên vì sao gọi là tưởng diệt. Khởi tam muội, hiểu rõ trên vì sao từ định giác. Phá ba hữu là ai, ở đâu, và thân gì, cho đến và chỗ hỏi chẳng phải ngã. Không có thân ngã. Hiểu rõ đoạn trên nói không có chúng sinh. Tướng nó như thế nào, hiểu rõ đoạn trên nói vì sao lập ra tướng. Chẳng phải ngã, đoạn trên nói thành vô ngã. Thế nào là thai tạng và các chi phần khác, cho đến thông minh, ma, thi thiết, là nhắc lại đoạn trên nói vì sao chỉ giả thiết. Thông minh ma, đoạn trên không hỏi. Thế nào là hàng cây, là điều mà ông hỏi, cho đến nay ông đều hỏi ta, từ sơ địa đến địa thứ bảy là địa hữu tâm. Quán ba cõi tâm, ý, thức lượng. Đây là tổng kết 108 câu trên. Các nghĩa khác, là số cát bụi chứa nhóm vân vân đều là tướng phân biệt trong ba cõi, là pháp sở quán của địa thứ bảy, cho nên nói vì sao giúp cho tâm được trụ vào địa thứ bảy. Nay ông đều hỏi ta, là tổng kết văn nhắc lại. 6. Khuyên nên lắng nghe. 108 câu như các Phật trước đã nói, cho đến Phật tử nên lắng nghe.
Các Phật trước đã nói, lìa câu kiến tướng, đều trái với thật tướng, không tướng thì tự nhiên xa lìa các lỗi ác kiến, cũng xa lìa pháp do lời nói thế gian hình thành đều là không thật nghĩa. Sẽ nói cho ông nghe, là lời răn dạy giúp cho lắng nghe. Cho nên Ngài Long Thắng nói, nghe là chăm chú như khát uống. Nhất tâm nhập vào trong lời nói, nghe pháp tụng tâm hớn hở vui buồn, người được như vậy hãy nói cho họ nghe. 7. Như Lai đáp 108 câu theo môn tâm chân như. Lúc bây giờ, Bồ Tát Đại Tuệ, cho đến câu thường là vô thường. Dưới đây là Như Lai y theo môn tâm như chân mà đáp. Trên nói chúng sinh đối với vô sinh chân thật, vọng khởi sinh kiến, vốn tự chẳng sinh, cho nên nói câu sinh là bất sinh. Nếu pháp hữu sinh có thể nói có thường, vì không sinh cho nên nói không có thường, cho nên nói câu thường chẳng phải câu thường. Hai câu này đã như vậy thì các câu khác đại loại đều lấy câu dưới bỏ sót câu trên. Nếu vọng kiến không có thì chân thật tự hiện. Câu tướng chẳng phải câu tướng, câu trụ dị chẳng phải câu trụ dị. Vì thành câu sinh từ tướng mà đến, hai câu trụ dị, đoạn trên không có hỏi. Xưa không nay có gọi là sinh, pháp chẳng phải bất động gọi là dị, pháp có tạm dụng gọi là trụ. Câu sát na chẳng phải câu sát na, cho đến câu hằng chẳng phải câu hằng. Đoạn trên không có câu này, gồm có ba thứ thường, một, ngoại đạo chấp tánh của bốn đại là thường, hai, nghiệp thói quen nối nhau được quả bất đoạn gọi là thường, ba, thể của Như Lai Tạng là chân thật thường trụ thường, ba thứ thường này đều là do kẻ ngu luống rối vọng chấp. Bản chú giải xưa gồm có ba thường khác với ở đây. Câu duyên phi duyên, câu nhân chẳng phải câu nhân, cho đến câu phương tiện chẳng phải câu phương tiện, đại phiền não có 6 thứ. Tùy phiền não có 20 thứ, văn trên không có phương tiện. Câu thiện xảo chẳng phải câu thiện xảo, cho đến câu ba luân phi ba luân. Câu ba luân văn trên không có. Câu tiêu tướng chẳng phải câu tiêu tướng, câu hữu chẳng phải câu hữu, cho đến câu nước chẳng phải câu nước, như một giọt nước trong sông Hằng mà bốn cách thấy khác nhau. Câu cung chẳng phải câu cung, câu đại trùng chẳng phải câu đại trùng, cho đến câu quả chẳng phải câu quả, xét câu đại trùng ở trên như câu thật. Câu quả văn trên không có. Câu diệt chẳng phải câu diệt, câu khởi chẳng phải câu khởi, cho đến câu tướng chẳng phải câu tướng, tướng có ba thứ, thể tướng, tiêu tướng và pháp tướng. Trước là hình sắc thể tướng, kế là tiêu tướng, đây là pháp tướng. Câu chi phần chẳng phải câu chi phần, câu thiền chẳng phải câu thiền, cho đến câu ký chẳng phải câu ký, câu nhiếp thọ, câu ký, văn trên không có. Câu nhất xiển đề chẳng phải câu nhất xiển đề, cho đến câu vị chẳng phải câu vị. Câu vị văn trên không có. Câu tác chẳng phải câu tác, câu thân chẳng phải câu thân, cho đến câu nhân quả chẳng phải câu nhân quả. Câu hữu vi, câu nhân quả văn trên không có. Câu sắc cứu cánh chẳng phải câu sắc cứu cánh, cho đến câu trùng trùng chẳng phải câu trùng trùng. Câu trùng trùng văn trên không có. Câu giảng nói chẳng phải câu giảng nói, cho đến câu văn tự chẳng phải câu văn tự. Câu trụ trì, câu na dịch là câu xứ. Trên đây là y theo môn tâm chân như, đáp chung 108 câu, đều nói là, phi, như Ngài Mã Minh nói, phải biết chân như tự tánh chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải không hữu tướng, chẳng phải không vô tướng, chẳng phải hữu vô câu tướng, chẳng phải nhất tướng, chẳng phải dị tướng, chẳng phải không nhất tướng, chẳng phải không dị tướng, chẳng phải nhất dị câu tướng. Từ xưa đến nay tất cả pháp ô nhiễm và tất cả chúng sinh do có vọng tâm niệm niệm phân biệt đều không tương ưng, tức là chân tâm thường hằng bất biến, tịnh pháp đầy đủ, cũng không có tướng đáng chấp, vì lìa cảnh giới niệm, chỉ chứng mới tương ưng. 8. Tổng kết lời khuyên. Này Đại Tuệ, đó là 108 câu, cho đến ông và các Đại Bồ Tát phải nên tu học. Đây là tổng kết lời khuyên. Các Bồ Tát phải nên học Bồ Tát Đạo, tu Bồ Tát hạnh như vậy. Trước nêu lên Phật đều là phát minh sự thành tín. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết quyển 1, chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, do Sa Môn Bảo Thần ở Đông Đô biên soạn. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào quyển 2.